Thương khung, Đại Thiên Thế Giới Tập 1, Tiến về Đại Thiên Thế Giới Chiến song đế giữa viêm đế và hồn đế chấm dứt đã qua mấy chục năm. Đã từng, thời đại đấu khí đại lục thiếu đấu đế cường giả đã qua, hiện giờ trên đấu khí đại lục này lại có 5 vị đấu đế sinh ra, mà bọn họ cũng dần dần phát hiện mình bắt đầu bị đấu khí đại lục xa lánh, do đó nhất định phải rời khỏi phiến đại lục này, đi tới trung tâm do vô số vị diện nối liền, nơi đó thế giới được xưng là Đại Thiên Thế Giới. Đại Thiên Thế Giới mênh mông vô tận nơi này là vô số vị diện trung tâm đại thiên thế giới kết nối vô số vị diện bất quá những vị diện kia đều chỉ có thể xưng là hạ vị diện bởi vì nơi này đại thiên thế giới so với hạ vị diện đại lục càng cao hơn nơi này là một cường giả san sát quân hùng tụ tập đại thiên thế giới mà trong thế giới đại thiên còn có một đám thiên chi trí tôn đến từ hạ vị diện truy đuổi con đường chúa tể khiến người ta hướng tới khám phá các lĩnh vực bí ẩn và chưa biết trên chúa tể chân trời trung châu thông đạo vị diện thần bí ngăm đen xuất hiện trên bầu trời năng lượng vô cùng cường đại trong thông đạo chậm rãi tản mắt ra ngũ đế phá không vị diện xuyên qua năm đạo quang mang sạch gần thông đạo ngăm đen năm đạo thân ảnh trong thông đạo như ẩn như hiện tiêu viêm nắm lấy hai nữ huân nhi cùng thải lân cảm nhận được năng lượng ba động cường đại trong thông đạo cỗ năng lượng cường đại này hẳn là đến từ thế giới không biết thần bí kia cho dù là bọn họ thân là đấu đế cường giả giờ phút này máu trong cơ thể cùng đế chi nguyên khí đều không tự giác bắt đầu sôi trào. Năm người tiêu viêm đã xuyên qua thông đạo vị diện thật lâu, nhưng vẫn không nhìn thấy chỗ cuối thông đạo. Tiêu viêm ca ca, chúng ta còn chưa tới sao? Huân Nhi nhìn phía trước vị diện thông đạo, vẫn như trước không nhìn đến cuối cùng, liền mở miệng hỏi. Tôi nghĩ, hẳn là nhanh hơn, bởi vì ta đã cảm giác được một loại năng lượng khác trong thế giới không biết kia càng ngày càng nồng đậm. Ha ha, đã như vậy chúng ta liền tăng nhanh cước bộ đi, ta đã khẩn cấp muốn nhìn thế giới bên ngoài đấu khí đại lục đến tột cùng là đặc sắc tuyệt luân cỡ nào lúc này trúc khôn của thái hư cổ long nhất tộc vỗ vỗ ngực dường như là phi thường chờ mong một thế giới khác ở cuối thông đạo ở đấu khí đại lục quá lâu ta cũng rất động tâm thế giới bên ngoài đến tột cùng là như thế nào vạn năm trước vì sao những đấu đế kia toàn bộ biến mất ta muốn tiến vào cái thế giới không biết này sẽ giải quyết bí ẩn chưa được giải đáp vạn năm qua cổ nguyên cũng mở miệng nói trước lời của trúc khôn nghe vậy tiêu viêm cười cười sau đó đột nhiên thần sắc khẽ động tốc độ năm người xuyên qua vị diện bắt đầu chậm rãi xuống lúc này ánh mắt tiêu viêm nhìn một khu vực cực kỳ xa xôi trong thông đạo xuyên toa vị diện linh hồn đế cảnh cường đại không hề giữ lại mở rộng ra tràn ngập trong thông đạo dưới sự dò xét của linh hồn đế cảnh xuyên thấu qua sương mù trong thông đạo vị diện ở khu vực xa xôi bên trong thông đạo đã nhìn thấy có ba đạo nhân ảnh một nam hai nữ đứng ở chính là nam tử một bộ y bào màu tím, trên tay phải của hắn có một thanh lôi đế quyền trượng, ở trên thân thể nam tử này, tiêu viêm cảm nhận được một cỗ lôi đình ba động cực kỳ cường đại. Ngay tại linh hồn đế cảnh của tiêu viêm, xuyên thấu qua sương mù trong vị diện thông đạo, nhìn thấy tử bào nam tử kia, người sau tựa hồ cũng có phát hiện có người đang theo dõi mình. Liền ngừng đầu lên, con ngươi màu đen nhìn về phía tiêu viêm, sau đó trên khuôn mặt tử bào nam tử hiện lên một tia mỉm cười hiền lành, hơn nữa cách khoảng cách rất xa, nhẹ nhàng chắp tay với tiêu viêm. Tiêu viêm thấy thế, đồng dạng cũng chắp tay cười đáp lại vị tử bào nam tử kia, sau đó vẫn không dừng lại nhiều, tay áo màu đen nhẹ nhàng vung lên, năm người lần thứ hai hướng về phía cuối thông đạo vị diện nhanh chóng xuyên qua. Đại thiên thế giới nối liền vô số hạ vị diện đại lục đã gần trong gang tấc. Cùng lúc đó, ở vị diện thông đạo một chỗ khu vực khác, tử bào nam tử tay cầm lôi đế quyền trượng, trên người tản mắt ra lôi đình ba động cực kỳ cường đại. Nhìn khu vực xa xôi khi năm người tiêu viêm đi xa, bên cạnh tử bào nam tử, Hai vị nữ tử dung nhan tuyệt thế nhìn thấy hành động của hắn, trong đó có một nữ tử thanh nhã thoát tục mở miệng, thanh âm duyên dáng động lòng người, "Lâm động, làm sao vậy?" "Không có việc gì, vừa mới gặp được một người phi thường lợi hại, trên người người nọ có một cỗ hỏa diễm ba động cực kỳ khủng bố, hy vọng ngày sau có thể ở trong thế giới Đại Thiên cùng hắn gặp lại." Tử Bào nam tử mỉm cười, liền không nhiều lời, ống tay áo màu tím vung lên, ba người cũng hóa thành ba đạo quang mang hướng phía trước thông đạo cấp tốc bay đi, mà phương hướng bọn họ đi chính là trung tâm nối liền vô số hạ vị diện đại lục đại thiên thế giới đại thiên thế giới tây thiên đại lục tiểu tây thiên giới lạc thần tộc trong lạc thần tộc sừng sững một tòa thành thị vô cùng khổng lồ từ xa nhìn lại khí thế hào hùng trong không khí đều tràn ngập một cỗ khí tức cổ xưa làm cho tâm thần người ta đều nhộn nhạo trong tòa thành thị lạc thần tộc này chảy một con sông lớn mãnh liệt con sông lớn này cực kỳ huyền diệu từ xa nhìn lại giống như tinh hà trên trời rực rỡ mà rực rỡ rồi lại sâu không thấy đáy tựa hồ vô cùng vô tận con sông lớn thần bí này chính là sông thánh của lạc thần tộc tên là lạc hà suy lạp đúng lúc này dị tượng đột nhiên sinh ra ở trên bầu trời lạc thần thành không gian kia bắt đầu kịch liệt rung động phẳng phất chân trời sắp bị xé rách ra một cỗ uy áp thiên địa mênh mông vô cùng trong thời gian bao trùm cả tòa lạc thần thành ngay cả lạc hà chảy xiết kia đều sôi trào lên sóng trượng phóng lên trời khí thế ngập trời chuyện gì đang xảy ra vậy chuyện gì đã xảy ra vậy cảnh tượng khủng bố như vậy trong nháy mắt khiến cho cả lạc thần tộc nhìn chăm chú ngay sau đó từng đạo tiếng phá phong bén nhọn không ngừng vang lên từng đạo nhân ảnh từ các phương hướng của lạc thần tộc lướt tới chân trời lơ lửng trên bầu trời lạc thần thành ánh mắt cảnh giác nhìn lướt qua đến từ không gian kịch liệt run rẩy trên bầu trời toàn tộc đề phòng đang lúc trong lạc thần tộc bối rối từng đạo tiếng giả nua vang vọng khắp thiên địa, vang lên trong toàn bộ lạc thần tộc. Ngay sau đó thân ảnh của một vị lão giả áo đen, quỷ dị xuất hiện trên bầu trời lạc thần thành, hắc bào lão giả dâu tóc đều trắng, khuôn mặt có vẻ có chút già nua, nhưng là có một loại uy áp cường đại khiến người ta run rẩy tàn mắt ra, cái loại uy áp khủng bố này tựa hồ áp đảo trong thiên địa. Lão giả áo đen lơ lửng phía chân trời, cả thiên địa, phẳng phất đều là thần phục dưới chân hắn, một loại áp bách không cách nào nói nên lời trong nháy mắt bao phủ xuống, làm cho Lạc thần tộc vốn đang ở trong hỗn loạn, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh không tiếng động. Vị lão giả áo đen này chính là một trong tứ đại thần tộc tiểu Tây thiên giới ở Tây thiên đại lục, tộc trưởng đương nhiệm của Lạc thần tộc, Lạc Thiên Thần. Ở phía sau Lạc Thiên Thần có mấy trăm chiến sĩ mặc ngân giáp, tuy rằng không có một vị mở miệng nói chuyện, nhưng lại có một loại sát phạt nghiêm túc ở giữa bọn họ bao trùm, khí thế bức người. Ái kiến tộc trưởng. Tất cả tộc nhân Lạc thần, tộc nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía vị lão giả áo đen này trong ánh mắt lộ ra vô cùng kính sợ trong lúc nhất thời ngay cả dị tượng thiên địa khủng bố vừa mới đột ngột cũng trong nháy mắt bị vứt ra sau đầu mọi người vội vàng cung kính hành lễ với lão giả hắc bào của hắn theo vị tộc trưởng lạc thần tộc này xuất hiện tộc nhân lạc thần tộc giờ phút này thập phần an tâm bởi vì lạc thiên thần chính là người mạnh nhất lạc thần tộc thực lực vượt qua cửu phẩm trí tôn cảnh đạt tới cảnh giới trí tôn là một vị trí tôn cường giả danh xứng với thực lạc thiên thần khoát tay áo ánh mắt của hắn mang theo vẻ ngưng trọng nhìn lên không trung kịch liệt ba động không gian coi như là vị địa chí tôn cường giả này giờ phút này đều cảm nhận được một cỗ mênh mông thiên địa uy áp bao trùm toàn bộ lạc thần tộc oanh 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 không gian phía trên lạc thần thành bắt đầu càng ngày càng điên cuồng run rẩy trong lúc nhất thời thiên địa thất sắc mây đen quay cuồng lôi đình nổ tung cả thiên địa tràn ngập khí tức gần như hủy diệt giống như cảnh tượng tận thế trong mắt tất cả tộc nhân lạc thần tộc đều mang theo vẻ khiếp sợ nồng đậm gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời phía trên, ở đó, chuyện gì đã xảy ra vậy? Uy áp thiên địa cường đại mênh mông như vậy đến tột cùng là điều gì có nghĩa là? Tắc giắc, mà ngay dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, một đạo không gian vang vọng chín tầng trời vỡ vụn, đột nhiên từ phía trên chân trời rõ ràng truyền ra. Theo tiếng không gian vỡ vụn này vang lên, đồng tử mọi người đều co rụt lại, vẻ mặt khiếp sợ, dưới ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt của bọn họ, chỉ thấy không gian phía trên lạc thần thành đột nhiên nứt ra. Một khe nứt gần vạn trượng đột nhiên hiện ra. Khe nứt kia dài tới vạn trượng, sâu không lường được, giống như bị một cự thủ vô hình xé rách ra, từ xa nhìn lại, bên trong lộ ra ám u đen kịt như chết, không gian kinh khủng lưu gần như điên cuồng bao trùm mà ra. Không gian hồng lưu mang theo một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố, nếu như một khi không gian hồng lưu khủng bố này bao trùm mà đến, chỉ sợ cả Lạc thần tộc đều sẽ bị san bằng thành bình địa. Trong mắt tất cả con dân Lạc thần tộc lộ ra vẻ sợ hãi nồng đậm. Dị tượng thiên địa khủng bố bực này, bọn họ căn bản chưa từng thấy, thật sự là quá đáng sợ. Đây dĩ nhiên là vết nứt trên mặt vị trí, chẳng lẽ là thiên chi kiêu tử của Hạ vị diện, đột phá gạch gạch của vị diện, Hàng Lâm đại thiên thế giới. Lạc Thiên thần dù sao cũng là tộc trưởng, nhãn lực cùng kiến thức tự nhiên là không giống bình thường, nhất thời từ trong khe nứt vạn trượng này nhìn ra manh mối, vô cùng kinh ngạc, trong lòng nhất thời nổi lên sóng to gió lớn. Phải biết rằng, phàm là người có thể đột phá vị diện hàng lâm đại thiên thế giới, không ai không phải là kỳ tài kinh diễm tuyệt luân. Mấy ngày nay kiêu tử tuy nói sinh ra ở hạ vị diện cấp thấp, nhưng một khi đột phá vị diện gạch trích, hàng lâm đại thiên thế giới, cho dù là thiên chi kiêu tử của đại thiên thế giới, cũng khó có thể tranh phong với nó. Lạc thiên thần thập phần rõ ràng, đây cũng không phải là lời nguyền giật gân, mà là đã sớm có ví dụ như vậy. Thời kỳ viễn cổ, đệ nhất cường giả đại thiên thế giới, bất hủ đại đế. Đệ nhất nhân mạnh nhất đứng ở đỉnh cao thế giới đại thiên chính là đến từ hạ vị diện. Nam tử giống như thần kia, sáng tạo ra truyền kỳ bất hủ chấn thước cổ kim, danh lưu thiên cổ, vì vạn thế truyền tụng. Lạc thiên thần trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú vào vị diện khe nứt vạn trượng kia, ánh mắt sắc bén phẳng phất muốn xuyên thấu hắc ám chết trong đó. Dô, ngay khi trong mắt mọi người đều mang theo vẻ khiếp sợ nồng đậm, nhìn vết nứt vạn trượng đen kịt kia, một đạo tiếng phá phong bén nhọn đột nhiên từ trong khe nứt kia truyền ra chợt trong ánh mắt kinh hãi của mọi người một thân ảnh nam tử gầy gò mặc một hắc bào thoáng chốc từ trong vết nứt trên mặt kia bắn ra thân ảnh hắc bào tốc độ cực nhanh bất quá vài hơi thở thời gian đã xuất hiện trên bầu trời lạc thần tộc sau khi thân ảnh hắc bào này xuất hiện vị diện loạn lưu khiến người ta kinh hãi muốn chết nhanh chóng rút về sau vài hơi thở một vết nứt vị diện vạn trượng xuyên qua bầu trời lạc thần tộc cũng theo đó khép lại thiên địa thấy nhất thời yên lặng như chết toàn bộ con dân lạc thần tộc lúc này thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng dị tượng vừa rồi thật sự quá khủng bố. Sau đó ánh mắt của con dân lạc thần, tộc thoáng chốc hướng về phía thân ảnh nam tử áo đen gầy gò đạp hư không kia, nam tử dáng người gầy gò, lưng đeo một thanh cự xích màu đen cực lớn, trên người còn mơ hồ tản mắt ra ba động nóng rực, lộ ra vài phần cảm giác quỷ dị. Nam tử áo đen cũng mang theo vẻ nghi hoặc cùng tò mò, đánh giá lạc thần tộc chung quanh, trong mắt cũng dần dần có vẻ kinh ngạc hiện lên, hắn tựa hồ đi vào trong một chủng tộc cường đại xem ra lúc xuyên qua vết nứt vị diện cùng huân nhi các nàng tản đi xem ra phải tốn một phen công phu đi tìm các nàng nam tử áo đen lẩm bẩm một tiếng chợt tầm mắt của hắn lại nhìn lướt qua một phen mấy trăm vị ngân khải quân đoàn mặc khải giáp màu bạc sau đó ánh mắt của hắn dừng lại ở trên người một đạo lão giả áo đen đứng trước mấy trăm vị ngân khải quân đoàn một cỗ linh hồn lực đế cảnh cường đại từ trong cơ thể nam tử áo đen khuếch tán ra sau khi linh hồn đế cảnh dò xét một phen vị lão giả này hẳn là người mạnh nhất trong chủng tộc này trải qua một phen càn quét linh hồn lực thực lực của vị lão giả này lại không cách nào dò xét ra kìm lòng không đậu làm cho nam tự áo đen có chút kinh ngạc xem ra đấu khí đại lục thời kỳ viễn cổ đấu đế cường giả cũng không có tử vong mà là tất cả đều đi tới cái này đại thiên thế giới cường đại hơn quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên đấu đế đã không còn là cảnh giới cao nhất trong giới tu luyện ánh mắt thanh niên áo đen bắt đầu lóe lên trong miệng nghỉ non nói bất chi bất giác máu trong cơ thể hắn yên lặng mấy chục năm, rốt cục lần thứ hai sôi trào. Tiêu viêm chắp tay ôm quyền ý bảo với vị lão giả áo đen so, với đấu đế cường giả kia, thân hình thẳng tắp như thương, không kiêu ngạo không kiêu ngạo, khóe miệng hiện lên một nụ cười, làm cho người ta như gió xuân. Tại hạ tiêu viêm, đến từ đấu khí đại lục, xuyên toa vị diện khe nứt, trong lúc vô tình hàng lâm quý địa, cũng không có ác ý. Quả nhiên, nghe được lời nói hiền lành của tiêu viêm, những tộc nhân lạc thần tộc này cũng nhất thời buông xuống cảnh giác, chỉ là Đấu Khí Đại Lục, tựa hồ ở trong thế giới Đại Thiên chưa bao giờ nghe nói qua nha, tên này rốt cuộc là từ đâu tới? Đấu Khí Đại Lục. Không ít tộc nhân Lạc Thần tộc nghe được Đại Lục này đều hai mặt nhìn nhau, trên hàng lông mày đều lộ ra vẻ nghi hoặc, đối với hạ vị diện Đại Lục này, bọn họ tự nhiên biết rất ít. Thì ra là Tiêu Viêm tiểu hữu, Lạc Thiên Thần lập tức trên khuôn mặt cũng hiện lên một tia ý cười hiền lành, nói tiếp, lão phu chính là Lạc Thần tộc tộc trưởng. Lạc Thiên Thần, Tiêu Viêm tiểu hữu nếu không ngại nói, có thể xuống một chút, nói vậy giờ phút này trong lòng ngươi cũng có rất nhiều nghi hoặc. Lạc Thiên Thần biết rõ thiên phú của những người tu luyện hạ vị diện này, cho nên cũng là cố ý muốn kết giao một phen, dù sao bọn họ vừa mới đi tới đại thiên thế giới, rất nhiều sự vật đều không hiểu, giờ phút này nếu là trợ giúp cho bọn họ, ngược lại có thể rơi vào tình cảm của bọn họ. Vậy thì phiền toái Lạc tộc trưởng. Nghe vậy, Tiêu Viêm trong lòng vui vẻ lập tức cười tạ ơn, lời này của Lạc Thiên Thần xem như nói đến trong lòng hắn, hắn vừa mới đặt chân vào đại thế giới hoàn toàn mới này, đích xác có rất nhiều nghi hoặc. Hơn nữa vị tộc trưởng Lạc Thần, tộc Lạc Thiên Thần này coi như là người thông tình đạt lý, tiêu viêm ngược lại vui vẻ kết giao. Tiêu viêm tiểu hữu, bên này mới đi. Lạc Thiên Thần mỉm cười vui dâu, lập tức vung tay lên, quân đoàn ngân khải phía sau nhất thời từ giữa giống như, thủy triều màu đen tách ra hai bên. Sau đó Lạc Thiên Thần dẫn đầu hướng phía sau xẹt tới, quân đội thật cường hãn. Tiêu viêm nhìn thấy ngân khải quân đoàn trật tự, khí thế như cầu vòng này, không khỏi âm thầm tán thưởng, lập tức không nghĩ nhiều nữa, hóa thành một đạo lưu quang, theo sát phía sau lạc thiên thần.